Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 253. Chương 2521. Chiến trường thành đế quân 2. Hoang thú thượng cổ hỏa đạo. Ha ha, cứ để chúng đến đi. Trong tiếng cười lớn, một tiên cổ phòng giống như bánh xe to lớn bắn ra. Một luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra từ bánh xe. Ánh sáng giống như dây lụa, vòng quanh đám chim hỏa tương một vòng. Chim hỏa tương phát ra tiếng kêu sợ hãi, cực lực giãy giụa. Đa số đều bị ánh sáng màu đỏ chấn áp. Một số con thì tự bạo, hóa thành dung nham đầy trời. Nhưng cũng có con bị ánh sáng màu đỏ hút vào, từ đó được tăng cường. Đây là tiên cổ phòng gì vậy? Bên phía Trung Châu không khỏi nghi ngờ. Không nghĩ đến chim hỏa tương lại bị phá giải một cách dễ dàng như vậy. Bên phía Tây Mạc cũng giật mình. Mấy vị cổ tiên bát truyền không khỏi nhìn thoáng qua tiên cổ phòng có hình dáng kỳ lạ này. Bọn họ không hề có được chút tin tức nào liên quan đến nó. Ồ, là Xích Hà Sa của Đồng Gia. Mắt Phương Nguyên sáng lên. Tiên cổ phòng này được Đồng Gia phát hiện từ trong một truyền thừa thần bí. 500 năm trước của Phương Nguyên, nó đã thể hiện được bản sắc đặc biệt của riêng mình. Nói chung, nếu thế lực siêu cấp nào dự định nghiên cứu, xây dựng một tiên cổ phòng, toàn bộ quá trình nhất định sẽ dài đằng đẵng. Trong quá trình rất dài này, rất nhiều tin tức và manh mối đều bị người ta biết. Cũng chỉ có tiên cổ phòng bỗng dưng có được mới khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng cổ tiên Đồng Gia cũng không tránh khỏi đắc ý, không nghĩ đến lần này lại quá đúng lúc. Vừa mới giao chiến đã thu hoạch được một đám chim hỏa tương. Có đám chim hỏa tương này, uy năng của Xích Hà Sa sẽ tăng lên toàn diện, nhất là về phương diện tốc độ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cổ tiên bên trong tiên cổ phòng phòng ra khẽ quát một tiếng, thả ra rất nhiều hoang thú thượng cổ, đều là gà chó. Đối với tiên cổ phòng này, Phương Nguyên lại càng quen thuộc hơn. Nó chính là Kê Lung Khuyển. Xá của phòng ra là hai lầu các xây song song với nhau. Lầu các bên trái có màu vàng sáng, dưới mái hiên có môn biển. Bên trên môn biển chỉ viết một chữ Kê. Lầu các bên phải có màu son, trên môn biển viết chữ Khuyển. Mặc dù từng tiên cổ phòng đều quan tâm đến từng phương diện, nhưng cũng có năng khiếu của riêng mình. Kê Lung Khuyển Xá và Lãm Tước Các đều thuộc nô đạo. Kê Lung Khuyển Xá am hiểu nô dịch gà chó, còn cái sau thì am hiểu nuôi dưỡng tước điểu. Số truyền cả hai như nhau, đều là thất truyền. Ưu thế của nô đạo nằm ở tiêu hao chiến. Một đám gà chó đánh tới, tiên cổ phòng bên ngoài phòng tuyến Trung Châu thi triển đủ loại sát chiêu, đánh cho gà chó gào thét, từng mảng lớn rơi xuống đất. Nhưng đội ngũ Tây Mạc cũng theo sát đánh lén đằng sau. Nhất thời, tiên cổ phòng va vào nhau, âm thanh va chạm như tiếng sấm. Còn có tiếng rít của sát chiêu xé rách không khí, vang vọng một mảnh, rúng động hoàn vũ. Thế sông của Tây Mạc rất mạnh, rất nhanh, phòng tuyến thứ nhất của Trung Châu đã bị đột phá, tầng thứ hai cũng sắp bị đột phá, nhưng vẫn còn miễn cưỡng duy trì được. Nhân thủ và tiên cổ phòng Tây Mạc vẫn ít hơn so với Trung Châu. Phương Nguyên thầm than trong lòng. Tây Mạc khác với Nam Cương, Bắc Nguyên và Đông Hải. Nam Cương có Nam Liên, thế lực siêu cấp hợp tác càng thêm chặt chẽ. Phong Hỏa Đài trải rộng toàn bộ Nam Cương chính là một chứng cứ vô cùng rõ ràng. Bắc Nguyên có Trường Sinh Thiên lãnh tụ quần hùng. Mấy năm qua, Trường Sinh Thiên lại càng tích cực mời chào tán tiên, ma đạo, tận khả năng dung hợp giới cổ tiên Bắc Nguyên thành một thể. Đông Hải là do Long Công cưỡng đoạt tiên cổ phòng Long Cung, khiến cổ tiên bát truyền Đông Hải mất hết mặt mũi. Có thể tu thành bát truyền đều là chúa tể một phương. Quan sát thiên địa, lòng dạ đủ sâu. Long Công đắc tội nhiều người như vậy, đã khiến cho cổ tiên bát truyền Đông Hải liên thủ với nhau. Mặc dù Tây Mạc vẫn ý thức được tính nghiêm trọng nếu tiên đình chữa trị được cổ số mệnh, nhưng chân chính tham gia vào cũng chỉ có thế lực siêu cấp. Phương Nguyên không nhìn thấy bất kỳ một vị tán tiên hoặc ma đạo Tây Mạc nào. Trận chiến này của Tây Mạc, các đại thế lực siêu cấp đầu nhập vào cũng khá bảo thủ. Xuất động nhiều nhất chính là Phòng Gia. Phòng Gia đều mang đến Kê Lung Khuyển Xá, Vấn Tân Ổ, Lạc Anh Quán.
Không biết bọn họ đã chữa trị đầu thần cung xong chưa, có phải cũng mang đến không? Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Đậu thần cung là tiên cổ phòng bắt truyền, nếu mang đến sẽ rất đặc sắc. Nhưng Phương Nguyên cũng biết khả năng này rất nhỏ. Bởi vì cho dù đậu thần cung đã được phòng gia sửa chữa hoàn chỉnh, nhưng khả năng lưu lại đại bản doanh của phòng gia vẫn rất cao. Trong đại hội luyện cổ, cho dù thế lực siêu cấp Đông Hải, Tây Mạc xuất động thực lực cũng khá bảo thủ, bọn họ lại càng kiêng kỵ lẫn nhau hơn. Các người đi bên này. Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống, chỉ huy đám người Bạch Ngưng Băng. Lúc này, đám người Bạch Ngưng Băng khống chế tiên cổ phòng dọc theo lộ tuyến Phương Nguyên chỉ điểm, xảo diệu xuyên qua phòng tuyến thứ hai. Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, lao thẳng đến thành đế quân. Nhưng thành đế quân vẫn được tầng phòng tuyến thứ ba của Trung Châu bảo vệ. Hai tiên cổ phòng một trái một phải phóng đến đám người Bạch Ngưng Băng. Cung điện bên trái Cẩm Tú rộng lớn là tiên cổ phòng của Thiên Liên Phái, Nhạc Dương Cung. Trang viên bên phải, kết cấu tinh diệu, gạch bạch ngọc, khí lạnh dày đặc. Khi bay đến còn phát ra long hồn gào thét, chính là tiên cổ phòng của cổ hồn môn, Hàn Ly Trang. Đám người Bạch Ngưng Băng thôi phát sát chiêu tiên cổ phòng. Nhưng uy lực của sát chiêu này không cao. Bị Nhạc Dương Cung, Hàn Ly Trang trực tiếp đánh vỡ, giết đến trước mặt đám người Bạch Ngưng Băng. Đám người Bạch Ngưng Băng biết rõ tiên cổ phòng nhà mình yếu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể triệt thoái về phía sau, không thể rút lui. Một cổ tiên bát chuyển Tây Mạc giống to, lỗ thùng mà bọn họ vất vả lắm mới đâm rách được liền được vá lại, bỏ lỡ chiến cơ. Rút lui. Mệnh lệnh của Phương Nguyên cũng rất dứt khoát. Tiên cổ phòng này tuyệt không phải đối thủ của Hàn Ly Trang hoặc Nhạc Dương Cung, Phương Nguyên nhất định phải tận lực bảo tồn. Nếu nó bị hủy diệt ngay giai đoạn đầu của cuộc đại chiến, vậy thì đáng tiếc quá. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2522 Vũ Dung Chiến Trần Y 1. Nhưng sự thật cũng không phải Phương Nguyên nói rút lui là có thể rút lui. Trong thời khắc mấu chốt, cuồng phong đánh tới, khiến đám người Bạch Ngưng Băng ngưng trệ. Ra tay là một tầng lâu bảy tầng, màn lâu tung bay, tiên cổ phòng thất truyền phong mãn lâu. Tiên cổ phòng này là một trong hai chiêu bài của Phong Vân Phủ, sánh ngang vai với Quá Vân Lâu. Phong mãn lâu, Quá Vân Lâu có thể tương hỗ với nhau, hình thành tiên cổ phòng Phong Vân Phủ. Uy năng siêu phàm, kinh khủng tuyệt luân. Kiếp trước của Phương Nguyên, Phong Vân Phủ đã từng có một khoảng thời gian đứng đầu bảng tiên cổ phòng. Có phong mãn lâu kiềm chế, tốc độ Nhạc Dương Cung nhanh hơn một bậc, nặng nề đâm vào tiên cổ phòng của Phương Nguyên. Sau đó, sát chiêu Hàn Ly Trang cũng trúng đích. Chỉ trong nháy mắt, mái nhà tiên cổ phòng của Phương Nguyên tung bay, lộ ra một lỗ hổng thật lớn. Rất nhiều phàm cổ bị hủy, ngay cả tiên cổ cũng tổn thất mấy cái. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất hiện. Sát chiêu Diêm Đế. Đạo tặc quỷ thủ nhanh chóng chộp tới, trực tiếp mò được một nắm lớn cổ trùng, hai ba con tiên cổ. Oành. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc trong giây lát. Vũ Dung một ngựa đi đầu, xuất lĩnh chư tiên Nam Liên đột phá trận thứ 5, tiến vào trận thứ 6. Trong trận thứ 6, một màu đen thăm thẳm nhìn không thấy giới hạn. Chư tiên Nam Cương đứng bên trong, hình thể nhỏ bé như kiến. Đây là đại trận vũ đạo. Một vị cổ tiên La Gia bỗng nhiên lên tiếng. Người này mặc phục sức truyền thống của Nam Cương, da mặt trắng trẻo, biểu hiện lãnh khốc, chính là đại tướng La Gia, danh truyền Nam Cương, có được chiến lực thất truyền đỉnh phong. Y họ La Tên Nhiên, chuyên tu vũ đạo, tạo nghệ thâm hậu. Không sai, đại trận này đích thật là đại trận vũ đạo. Chỉ khúc do gật đầu tiếp lời, vậy để ta suy tính trước một phen. Quần tiên không ai dị nghị. Sau khi tiến vào đại trận, làm bừa lung tung là hành động không sáng suốt. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là để cổ tiên trận đạo suy tính ra ảo diệu vận chuyển của đại trận. Nhằm vào sơ hở của trận pháp, công hiệu mới tăng gấp bội. Chỉ khúc do suy tính một lát, thản nhiên nói, đại trận này đã được ta suy tính ra 7-8 phần,
lai lịch của nó chính là Vô Không Trận. La Nhiên nghe xong, cau mày nói, mặc dù ta không tu trận đạo, nhưng ta đã sớm nghe nói đến Vô Không Trận. Thậm chí nó còn là một trong những tiên trận kinh điển nhất của vũ đạo, được khai sáng ra từ thời viễn cổ. Người khai sáng là ai? Không ai biết. Trận này chỉ có một uy năng, chính là mở rộng khoảng cách, kéo dài lộ tuyến. Tiến vào trong trận, khoảng cách một bước có thể thay đổi thành trăm bước. Chỉ Khúc Do mỉm cười, kiến thức La Nhiên tiên hữu bất phàm, đây chính là Vô Không Trận. Nhưng trận này đã được cải tiến, bên trong che giấu một đại trận biến hóa. Có người liền hỏi, biến hóa gì? Chỉ Khúc Do lắc đầu, ta tạm thời không có cách nào suy tính ra, chỉ mơ hồ phát giác. Nhưng trước tiên chúng ta có thể lên đường, vừa đi ta vừa suy tính tiếp. Dựa theo tình huống trước mắt, chúng ta có thể tùy ý tiến lên. Bản thân Vô Không Trận không có uy năng sát phạt, chỉ khốn địch, kéo dài khoảng cách địch ta, kéo dài thời gian. Cho ta một khoảng thời gian, ta có thể suy tính ra biến hóa của trận này, tiến tới điều tra ra sơ hở đại trận. Nếu tiên đình ra tay, chỉ cần chúng ta phòng ngự, để ta tìm ra được đó là biến hóa gì, ta sẽ càng suy tính dễ dàng hơn. Đề nghị của Chỉ Khúc Do rất tốt, quần tiên lên đường, cùng nhau bay nhanh. Vô Không Trận hoàn toàn chẳng có chút ánh sáng nào, một màu đen thâm thúy vô cùng. Quần tiên Nam Cương bảo vệ Chỉ Khúc Do ở chính giữa, còn Vũ Dung từ đầu đến cuối vẫn đi đằng trước nhất. Các người nhìn đi, hình như đằng trước có dị vật. Cổ tiên Diêu Gia Diêu Thiên Trạch bỗng nhiên lên tiếng. Quần tiên vội vàng giảm tốc độ, chậm rãi đến gần, cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy một củ cải trắng to bằng ngôi nhà đang lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Đây là thứ gì thế? Hình như là một góc tiên thực thái cổ. Diêu Thiên Trạch nói, những người còn lại không khỏi cau mày. Vật trước mắt không phải bình thường có thể thấy được. Vũ Dung trầm ngâm không nói, trong đầu có một luồng linh quang lóe lên. Dường như ông ta đã từng thấy qua ghi chép loại tiên thực này ở đâu đó rồi, nhưng lúc này vội quá nhận không ra. Nếu ta không nhớ lầm, đây chính là củ cải Huyền Băng Mang, tiên thực thời Thái Cổ, đã sớm tuyệt tích, không nghĩ đến tiên đình vẫn còn giữ lại. Kiều Chí Tài nói, ông là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Kiều Gia, mặc dù chỉ có tu vi thất truyền nhưng chuyên tu mộc đạo. Hai mắt Vũ Dung sáng lên, không sai, chính là củ cải Huyền Băng Mang. Mọi người cẩn thận, đừng đến gần. Một khi khoảng cách quá gần, củ cải có thể bắn ra hàng tỷ băng mang, có thể đâm xuyên từng tấc da thịt của con người. Sau đó trong nháy mắt đông cứng lại, Kiều Chí Tài tiếp tục giải thích. Đúng vậy, mọi người tuyệt đối đừng xem thường băng mang này. Những băng mang này đều là đạo ngân băng tuyết đạo trên củ cải Huyền Băng Mang biến thành. Sau khi băng mang bắn ra, củ cải Huyền Băng Mang không còn đạo ngân gia trì, biến thành phàm tài. Cho nên, một khi băng mang mãnh liệt bắn ra, uy năng không thua gì sát chiêu tiên đạo bát truyền. Quần tiên nghe xong, không khỏi lui về sau, tập trung 12 phần tinh thần đề phòng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Không khí bỗng nhiên nhộn nhạo gợn sóng. Đại trận đột nhiên chuyển động. Một luồng sức mạnh vũ đạo khổng lồ bộc phát trên người một vị cổ tiên Nam Cương. Vị cổ tiên Nam Cương đã sớm chống lên thủ đoạn phòng ngự. Nhưng sức mạnh vũ đạo không phải công phá phòng ngự của ông ta mà là di na di ra ngoài. Địa điểm na di tất nhiên không phải nơi nào khác mà chính là trước mặt củ cải Huyền Băng Mang. Củ cải Huyền Băng Mang giống như thiếu nữ bị kinh hãi, cơ thể lập tức co lại, chỉ bằng 1/3 lúc đầu. Một khắc sau, bồng, hàng tỷ băng châm, một mảnh trắng xóa bắn về bốn phương tám hướng. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2523, Vũ Dung Chiến Trần Y 2. Vị cổ tiên Nam Cương đã sớm dựng lên thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, nhưng chỉ ngăn được nửa hô hấp đã bị băng châm mình mông bắn thành cái sàng. Sau đó cả đám bị đông kết thành băng, cứng như đá. Quần tiên Nam Cương không khỏi động run. Vô Không Trận bỗng nhiên thôi phát, xê dịch cổ tiên bên trong cổ trận, hiển nhiên là biến hóa mà Chỉ Khúc Do đã nói trước đó,
phối hợp với củ cải băng mang thái cổ, có thể nói lại càng tăng thêm sức mạnh. Gương mặt Vũ Dung hiện lên màu xanh. Ông ta xuất lĩnh quần tiên Nam Liên từ lúc khai chiến đến nay. Đây là lần đầu tiên bị giảm quân số, chân chính có người mất mạng. Trong lòng Vũ Dung gấp lên, muốn tìm kiếm phương pháp ứng đối. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Trong không khí bắt đầu gợn sóng. Một luồng sức mạnh vũ đạo vô hình tràn ngập khó cản, hung hăng chộp lấy một vị cổ tiên Nam Cương khác. Có ta ở đây, đừng hòng mơ tưởng lặp lại chiêu cũ. Trong thời khắc quan trọng, La Nhiên kêu to, thôi động, một con tiên cổ. Uy năng tiên cổ quyển tịch bốn phía, trong nháy mắt đã ngưng kết thành băng. Quần tiên Nam Cương đều cảm nhận được một sự trói buộc rất mạnh, giống như bị phong ấn bên trong quan tài băng. Tiên cổ thất truyền chấn vũ. Một con tiên cổ thất truyền hiển nhiên không đối phó được đại trận tiên đình, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Tiên cổ chấn vũ có thể tranh thủ vài giây quan trọng cho cổ tiên Nam Cương đang gặp xui, giúp cho người này thuận lợi thoát khỏi chỗ cũ. Đại chấn quấy không gian gợn sóng, giống như quái thú há miệng, nhưng lại vồ hụt, chỉ có thể tiếc rẻ biến mất. La Nhiên giải trừ uy năng tiên cổ chấn vũ, quần tiên Nam Cương lập tức cảm nhận được trói buộc bản thân, tình huống khẩn cấp, tại hạ phải ra tay thôi phát tiên cổ chấn vũ. Uy năng lan rộng, ảnh hưởng đến chư vị tiên hữu. La Nhiên vội vàng tạ tội. Vũ Dung cười ha hả, làm rất tốt. Đây chính là tiên cổ chấn vũ, cổ trùng tốt, khắc được đại trận này. Chỉ Khúc Do liên tục gật đầu, gương mặt tràn ngập vẻ vui mừng. La Nhiên mỉm cười, con cổ này được ta thu hoạch bên trong cống ngầm, không nghĩ rằng có thể lập công ở đây. Có thể thấy được đây chính là thiên ý. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, chưa hề có tiên cổ mạnh nhất, chỉ có cổ tiên mạnh nhất mà thôi. Tiên đình xây dựng Vô Không trận, do một số tiên cổ thất truyền, rất nhiều phàm cổ tạo thành, nhưng lại bị một con tiên cổ chấn vũ khắc chế. Có tiên cổ chấn vũ, quần tiên Nam Cương xông xáo Vô Không trận, không có gì phải lo lắng. Nhờ phát hiện được biến hóa xê dịch của Vô Không trận, suy tính của Chỉ Khúc Do rất có tiến triển. Một lát sau, Chỉ Khúc Do đã tìm ra được một lỗ thủng bên trong đại trận. Ông ta nói với Vũ Dung, trận này của tiên đình là phá từ bên trong ra đến bên ngoài, hao tâm tổn trí. Chi bằng minh chủ đại nhân lợi dụng lỗ thủng dẫn Vô Hạn Phong từ bên ngoài công, phá đại trận, nhất định sẽ dễ dàng hơn. Vũ Dung thuận theo lỗ thủng, thoải mái cảm ứng được Vô Hạn Phong bên ngoài. Lúc này, cuồng phong quyền tịch, thuận theo lỗ thủng phá vỡ đại trận. Cổ tiên Nam Cương một lần nữa trở lại bên ngoài. Phá liên tiếp 6 trận chỉ tổn thất một người, sĩ khí quần tiên Nam Liên như hồng. Tình hình chiến đấu lần này khiến người chủ trận cau mày, tâm trạng nặng nề. Người này mặc một bộ thanh bào giống thư sinh nhưng ánh mắt lại tang thương, dường như đã có mấy ngàn tuổi. Không phải ai khác, chính là đại năng bát truyền Mộc Đạo, thái thượng đại trưởng lão tiền nhiệm của Thiên Liên phái, truyền nhân Nguyên Liên đương đại. Không ngờ thế địch lại hung mãnh như vậy. Bây giờ bên ta chỉ còn lại 3 trận. Trần Y trầm ngâm một phen, nói với người bên cạnh, Thương Thủy tiên hữu, không ngại chúng ta ra tay xuất trận, để hậu phương tranh thủ thời gian trải đại trận. Bên cạnh ông ta, nữ tiên Bạch Thương Thủy cũng là cổ tiên tiên đình, đã từng tham gia đại hội luyện cổ chữa trị cổ số mệnh. Bây giờ nàng ta không chút do dự mà đồng ý ngay. Hai người rời khỏi đại trận, đám người Vũ Dung đang điên cuồng công kích trận thứ 7, ý đồ trực tiếp phá hủy đại trận. Trần Y chắp tay với quần tiên Nam Cương, chư hiền Nam Cương, Trần Y tiên đình đang ở đây, không biết có ai dám độc đấu với ta không? Ánh mắt Vũ Dung có chút co rụt lại. Ông ta vung tay, thả Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong ra. Chi tranh bát truyền, cổ tiên thất truyền không thể xen tay vào được, nhưng để bọn họ tiến vào tiên cổ phòng, miễn cưỡng cũng có tư cách tham chiến. Thái thượng đại trưởng lão Ba Gia Ba Thập Bát cười ha hà, Trần Y lão nhi, người thoát ra khỏi cái xác rùa đen kia cũng không quá sáng suốt. Hãy để ta tiếp ngươi. Khoan đã, đừng trúng tính toán của đối phương. Chúng ta cùng nhau ra tay đi. Vũ Dung cười lạnh, ra lệnh một tiếng. Nếu Vũ Độc Tú ở đây, nhất định sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của Trần Y.
một mình đơn độc tiến lên. Nhưng Vũ Dung và Vũ Độc Tú là hai loại người. Kiêu hùng như ông ta làm sao mà bỏ qua cơ hội quần ẩu người khác. Lúc này, Vũ Dung một ngựa đi đầu. Mấy vị cổ tiên bát truyền, thất truyền Nam Cương sau lưng khống chế Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, cùng nhau tiến lên. Trần Y, Bạch Thương Thủy bị mọi người vây công. Bạch Thương Thủy đẩy song trường, sóng lớn phô thiên cái địa ép tới. Thân hình Vũ Dung thoát một cái, chỉ để lại tàn ảnh cỗ cũ, sau đó đột nhiên biến mất vô tung. Ba thập bát đứng trước sóng lớn, hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt, một luồng quang huy huyền bí chiếu vào sóng lớn ngập trời. Sau đó, hai cánh sau lưng Dực Hạo Phương bỗng nhiên vỗ một cái, rất nhiều phi vũ như tiễn bện thành mưa tên đầy trời, xuyên thủng sóng lớn, bắn về phía Bạch Thương Thủy và Trần Y. Đến hay lắm. Trần Y mỉm cười, cũng không thấy có động tác gì. Bên người bỗng nhiên xuất hiện huyễn cảnh đại thụ. Mưa tên của Dực Hạo Phương bắn về phía chỗ sâu trong rừng cây, kích lên một trận chấn động, rất nhiều lá cây vang lên xào xạc. Khí thế Trần Y bốc lên, đang định thừa cơ phản kích, bỗng nhiên biến sắc. Thân hình Vũ Dung lại xuất hiện sau lưng Trần Y. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2524, cánh trái vô cực 1. Ông ta có thủ đoạn ẩn nấp sao? Ta phát hiện được người ẩn hình kia, thật ra chỉ là một huyễn ảnh do ông ta lưu lại. Trần Y cảm thấy chấn kinh vì thủ đoạn của Vũ Dung. Trong lúc nguy cấp, ông ta ngay cả đầu cũng không có thời gian quay lại. Sau đó, ông ta cảm thấy bả vai của mình bị Vũ Dung vỗ nhẹ một cái. Chúng ta mới quen đã thân, ngươi lại muốn đi. Giờ chia tay sắp đến, hảo hữu, hãy để ta tiễn ngươi. Vũ Dung cười nhạt. Nghe được lời này, cho dù Trần Y đã sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm phong phú cũng sợ đến mức mặt không còn chút máu. Ông ta giống to trong lòng, đây là sát chiêu tiên đạo Tống Hữu Phong mà tiên đình tìm đã lâu vẫn không tìm được. Thì ra là nằm trong tay Vũ Dung. Sau đó, Trần Y mất đi sự khống chế đối với cơ thể, chậm rãi bay về phía trước. Trong quá trình tung bay, tóc, vạt áo, tay chân của ông ta cũng bắt đầu phiêu tán theo gió. Cứu ta! Trần Y giống to trong lòng nhưng không phát ra ngoài được. Ông ta không thể động đậy, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không dùng đến được. Ngay cả sát chiêu nhân quả thần thụ cũng không thôi động được. Tiên đình vốn đang là ban ngày, nhưng trên không trung lại lóe lên ánh sáng bảy màu. Một tiên cổ phòng cự đại đang treo cao. Một tiên cổ phòng rất hoành tráng. Đó là một bệ thờ tròn ba tầng, nguy nga, lộng lẫy. Trên bệ thờ có nhiều cột trụ. Giữa lan can bạch ngọc luôn có hào quang chiếu rọi. Đây chính là tiên cổ phòng bắt truyền kiếp vận đàn. Là một trong ba tiên phòng do đích thân Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra. Vốn kiếp vận đàn dùng để chấn áp Trường Sinh Thiên, nhưng lần này Trường Sinh Thiên tấn công tiên đình, cho nên đã đưa nó đến tham chiến. Hành động như vậy cho thấy Trường Sinh Thiên có được lòng tin nhất định. Điều này khiến cho tâm trạng của tiên đình ít nhiều cũng cảm thấy nặng nề. Tử Vi tiên tử cau mày, ngay cả Long Công, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng ánh mắt của ông không dừng lại trên kiếp vận đàn mà là hào quang bảy màu nở rộ trên bầu trời. Long Công trầm giọng nói, chỉ dựa vào kiếp vận đàn, thực lực cổ tiên Trường Sinh Thiên không có sự đột phá. Hào quang bảy màu này mới là đẳng cấp cửu truyền, là thủ bút của Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn, Tử Vi tiên tử kinh ngạc, gương mặt chợt ngộ ra. Căn cứ theo tiên đình ghi chép, Cự Dương Tiên Tôn đã từng được mời đến tiên đình tham quan. Chẳng lẽ đây chính là thủ đoạn mà ông ta âm thầm lưu lại lúc đó? Cũng có thể, Long Công nói. Sắc mặt Tử Vi tiên tử lập tức trầm xuống, giỏi cho một Cự Dương Tiên Tôn, đúng là gian xào xào trá. Đã sớm có kế hoạch mưu đồ tiên đình ta, tính toán lại càng sâu xa như thế. Tôn giả lịch đại đều có được trí tuệ rất cao, tuyệt không cho phép khinh thường. Cự Dương Tiên Tôn nắm giữ thủ đoạn vận đạo, âm thầm lưu lại phục bút. Trước khi phát động, tiên đình chúng ta không hề hay biết. Long Công lắc đầu thở dài,
tâm trạng có chút phức tạp. Lúc trước, Cự Dương Tiên Tôn thành tôn, coi là thành tựu về vận đạo, đối với cổ số mệnh có sự quấy nhiễu rất lớn. Ngay lúc đó, lãnh tụ tiên đình là Kim Cô Đại Tiên đã vì thiên hạ mà tính, cố ý mời Cự Dương Tiên Tôn đến tiên đình tham quan, nhưng tuyên bố với bên ngoài là muốn mời Cự Dương Tiên Tôn nhập chủ tiên đình. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn cân nhắc xong, liền đồng ý, vì thế mới đến tiên đình tham quan. Kim Cô Đại Tiên đích thân dẫn đường cho Cự Dương Tiên Tôn tuần tự tham quan những nơi yếu địa của tiên đình, dừng lại lâu nhất ở nơi Cuồng Ma Ma Tôn, Vô Cực Ma Tôn và Hồng Liên Ma Tôn đã chiến đấu. Cự Dương Tiên Tôn đề nghị muốn xem cổ số mệnh. Kim Cô Đại Tiên cũng không từ chối, liền dẫn Cự Dương Tiên Tôn lên tháp giám thiên để xem qua cổ số mệnh. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn xuống tháp, một đường im lặng. Cuối cùng, khi ông rời khỏi tiên đình, ông đã nói cần phải cân nhắc việc nhập chủ tiên đình. Lần đi đó, còn có cuộc đối thoại giữa Cự Dương Tiên Tôn và Kim Cô Đại Tiên đều được ghi lại không sót một chữ trong sử ký của tiên đình. Uy cửu truyền, thâm bất khả trắc. Năm đó Cự Dương Tiên Tôn đã động tay động chân. Cho đến bây giờ chúng ta mới phát hiện, thật ra cũng chẳng kỳ quái. Dù sao ông ta tu hành cũng là vận đạo. Tiên đình chúng ta hiểu biết về vận đạo quá ít, nhưng U Hồn Ma Tôn lại là gian tế tiên đình sắp xếp, bây giờ ông ta vẫn đang bị giam. Cự Dương Tiên Tôn đã chết, hiện tại chỉ có kiếp vận đàn cùng một đám cổ tiên Bắc Nguyên tiến đánh. Tiên đình chúng ta lớn như vậy, sao có thể tùy tiện bị đánh vỡ? Trong đại điện quanh quẩn âm thanh của Chính Nguyên lão nhân. Tử Vi tiên tử gật đầu, nhưng hàng lông mày vẫn cau lại. Kiếp vận đàn không phải tiên cổ phòng bát truyền bình thường, nhưng đã từng là vật của Cự Dương Tiên Tôn. Đáng tiếc, lần này Phượng Tiên Thái Tử không gia nhập chuyến đi. Nếu không, chúng ta đã sớm biết được kế hoạch đánh bất ngờ của Trường Sinh Thiên rồi. Quan trọng hơn, bên trong kiếp vận đàn rốt cuộc che giấu bao nhiêu binh lực. Khoan đã, ta tính ra cũng không được quá nhiều. Đối với kế hoạch đánh bất ngờ của Trường Sinh Thiên, chúng ta hoàn toàn không nhận được bất kỳ phong thanh nào. Trường Sinh Thiên có thể giấu đến mức như thế, hiển nhiên tin tức chỉ được giới hạn ở một số người. Tử Vi tiên tử nhanh chóng phân tích. Ngươi nói không sai. Rất có khả năng là như thế. Long Công khẽ gật đầu. Mặc dù ông đã đứng dậy nhưng lúc này chỉ chắp tay sau lưng, cũng không khởi hành xuất chiến mà đang chờ đợi cái gì đó. Gần như sau một khắc, tiên đình bỗng nhiên chấn động. Vù một tiếng, giống như gió lớn gào thét thổi qua nội tâm tất cả mọi người. Long Công, Tử Vi tiên tử, Chính Nguyên lão nhân không hề có chút ngoài ý muốn, gương mặt còn mỉm cười. Sát chiêu do Nguyên Thủy Tiên Tôn để lại đã phát động. Bên trong kiếp vận đàn, cổ tiên Trường Sinh Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong tin tức mà Cự Dương Tiên Tôn để lại cũng đã sớm có ghi lại điểm này. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2525, cánh trái vô cực 2. Thậm chí, cho dù không có ghi chép của Cự Dương Tiên Tôn, Tử Sơn Chân Quân cũng có chân truyền Ma Tôn. Mặc kệ là Cuồng Man Ma Tôn, Vô Cực Ma Tôn, cả hai đều là người Bắc Nguyên. Tin tức bọn họ tiến đánh tiên đình, Trường Sinh Thiên cũng nắm giữ không ít. Đây là sát chiêu khí tường. Sát chiêu khí tường ban đầu rất bình thường, nhưng khi Nguyên Thủy Tiên Tôn còn trẻ đã rất am hiểu, đồng thời cũng rất yêu thích. Chờ đến khi Nguyên Thủy Tiên Tôn vô địch thiên hạ, sát chiêu khí tường này cũng tăng lên cấp độ cửu truyền. Cổ tiên Trường Sinh Thiên vừa bàn tán vừa khống chế kiếp vận đàn không ngừng oanh tạc xung quanh. Không khí xung quanh nổi lên từng gợn sóng, giống như có một thành lũy kiên cường vô hình hiện diện. Chỉ khi bị oanh tạc, nó mới bạo tán, trở lại thành không khí như ban đầu. Nhưng rất nhanh nó lại ngưng tụ, hình thành vách tường to lớn. Bên trong tiên đình, toàn bộ không khí đều ngưng tụ, ngăn cản Trường Sinh Thiên xâm lấn. Đối với thành viên tiên đình mà nói, khi bọn họ hành động, khí tường đã biến thành không khí, không hề có trở ngại nào. Cổ tiên Trường Sinh Thiên thử một chút, hai hàng lông mày chợt cau lại. Không hổ là thủ bút của Nguyên Thủy Tiên Tôn.
sát chiêu khí tường bình thường, nhưng trong tay Nguyên Thủy Tiên Tôn lại có uy năng cửu chuyển, so với khí tường thiên cương còn muốn kiên cố hơn. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Ngũ Hành Đại Pháp Sư không tốt, vô cùng lo lắng. Ông vừa mới gia nhập Trường Sinh Thiên không bao lâu, biết được mình sẽ tham gia tấn công Tiên Đình cũng chỉ có mấy ngày trước. Ngũ Hành Đại Pháp Sư lo lắng cũng có lý. Nếu không phá được chiêu này, bọn họ một đường tiến lên phải oanh tạc khí tường. Như vậy, tiêu hao sẽ rất lớn. Đoán chừng còn chưa xông đến trước mặt Long Công, tiên nguyên đã khô cạn, mỏi mệt muốn chết. Nhưng nếu muốn phá giải chiêu này, đúng là rất khó khăn. Đây là sát chiêu cửu truyền, thủ đoạn có cùng cấp bậc với nó mới có hy vọng. Đẳng cấp bát truyền, trừ phi là cố ý khắc chế thì mới có hiệu quả. Tiếp theo, thiên địa biến dị, khí đạo đã sớm suy thoái cực kỳ lâu. Một nhóm mấy người Trường Sinh Thiên hoàn toàn không có ai tu khí đạo. Phải làm sao đây? Pháp sư đừng buồn, chúng ta đã có đối sách. Mặc dù chiêu này là thủ bút Nguyên Thủy Tiên Tôn, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, trải qua Thương Hải Tăng Điền, còn bị Ba Ma Tôn tấn công, nên đã xuất hiện nhược điểm. Không sai, năm đó, Vô Cực, Cuồng Man, Hồng Liên ba đại Ma Tôn tấn công Tiên Đình, không thể phá giải được sát chiêu khí tường này. Nhưng bọn họ đều dựa vào một thân thực lực cường hãn của mình mà trực tiếp đột phá. Bọn họ xông ra được ba con đường. Ba con đường này chính là chỗ yếu nhất của khí tường, không cách nào chữa trị. Chúng ta chỉ cần oanh tạc một đoạn ngắn, tiến vào một trong ba con đường đó, nhất định có thể dọc theo đường của Ma Tôn mà giết qua. Ngũ Hành Đại Pháp Sư lập tức thở phào, thì ra là thế. Chợt, ông ta lại hỏi, vậy chúng ta nên lựa chọn con đường nào? Cùng lúc đó, bên trong đại điện, Long Công và Tử Vi Tiên Tử trò chuyện với nhau. Tuy sát chiêu khí tường mạnh, nhưng đã sớm bại lộ. Trường Sinh Thiên tập kích chúng ta, tất biết được nhược điểm của khí tường. Đó chính là ba lộ tuyến mà ba vị Ma Tôn đã tiến vào. Tử Vi Tiên Tử gật đầu, đường bên trái là do Vô Cực Ma Tôn đột phá, đi ngang qua Trung Thiên Môn, Cung Danh Bài, Cung Thái Dương, Điện Ngũ Thần, Đại Điện Trung Tâm, Tháp Giám Thiên, Hồ Vong Đạo, cuối cùng kết thúc ở đỉnh Nhất Khuyết Báo Hám trên đỉnh Tinh Trì. Con đường chính giữa là do Cuồng Man Ma Tôn đột phá, đi ngang qua Tiên Đế Uyển, Quẩn Không Các, Tu Di Trạch, Động Hằng Xa, Hành Lang Bách Vạn Thiên Vương Họa, Tú Lâu, Đại Điện Trung Tâm, cuối cùng dừng lại Tháp Giám Thiên. Con đường bên phải là do Hồng Liên Ma Tôn đột phá. Đầu tiên ông ấy đi qua Hà Tiên Trì, Điện Minh Nguyệt Bảo Quang. Sau đó là 12 đạo linh quan, Đỉnh Ly Hỏa, Tinh Tử Lĩnh, Thủy Mộc Thanh Hoa Uyển, Đại Điện Trung Tâm. Cuối cùng dừng lại ở Tháp Giám Thiên. Chỉ cần bọn họ lựa chọn, chúng ta sẽ biết được bọn họ lựa chọn con đường nào mà tiến hành bố trí. Ánh mắt Tử Vi Tiên Tử lóe lên ánh sáng trí tuệ. Đúng là như vậy. Long Công không hề dị nghị. Rầm rầm rầm. Kiếp vận đàn chở cổ tiên Trường Sinh Thiên một đường điên cuồng công kích, rốt cuộc cũng xông vào điểm yếu của khí tường. Vừa mới tiến vào, đám người Trường Sinh Thiên lập tức cảm nhận được áp lực giảm xuống. Khí tường dường như chỉ còn trên danh nghĩa. Cổ tiên Tiên Đình đã nhìn ra được mánh khóe. Long Công và Tử Vi Tiên Tử liếc nhìn nhau, bọn họ lựa chọn cánh trái. Cánh trái. Đây là con đường thời thượng cổ, hơn 100 vạn năm trước, Vô Cực Ma Tôn đã dẫm ra bên trong Tiên Đình. Điểm xuất phát là Thiên Môn, trải qua Cung Danh Bài, Cung Thái Dương, Điện Ngũ Thần, Đại Điện Trung Tâm, Tháp Giám Thiên, Hồ Vong Đạo, cuối cùng kết thúc ở đỉnh Nhất Khuyết Báo Hám trên đỉnh Tinh Trì. Tiên Đình lớn như vậy, khắp chốn sáng rực, cung điện trùng điệp, đình đài lầu các, cẩm tú rộng lớn. Kiếp vận đàn dùng thế nghiền ép, một mạch liều chết tiến về phía trước. Tiên Đình yên lặng đã vô số tuế nguyệt, rốt cuộc cũng đã nghênh đón chiến hòa. Bên trong kiếp vận đàn, Ngũ Hành Đại Pháp Sư từ trên cao nhìn xuống, không ngừng quan sát. Ông líu lưỡi không thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được tất cả kiến trúc nơi này đều là tiên cổ phòng. Cho dù đa số chỉ là tiên cổ phòng lục truyền, nhưng nội tình Tiên Đình không tránh khỏi quá mức kinh khủng.
Một trong Bác Hoang tiên nhân Hoa Tử cười hì hì nói, cũng không còn cách nào. Tiểu Ngũ, đây chính là tiên đình có mặt từ thời viễn cổ, được sáng tạo ra từ 3 triệu năm trước, một mực sừng sững đến nay. Cho dù cổ số mệnh hư hao, cũng vẫn là đệ nhất thế lực khắp thiên hạ. Tích lũy như vậy, có thịnh cảnh như thế cũng không kỳ quái. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2526, Chiến trường Tiên Đình 1. Cách cục mà ngươi nhìn thấy là do cổ tiên bắt truyền tiên đình thời viễn cổ Thác Toàn Sư thiết kế. Trải qua Điêu Thần, Lan Cô, Hoàng Đình Lão Quân, Phong Bá, Toàn Diệu Tiên Phi người sau tiếp nối người trước. Người trước mở lối cho người sau, không ngừng phát triển, cuối cùng hình thành như bây giờ. Toàn bộ cung điện, tất cả tiên cổ phòng đều có thể xem như một thể, hai bên tương hỗ lẫn nhau. Cùng lúc đó, những cung điện này cũng có thể tháo dỡ từng cái. Sau đó tăng lên, vô cùng nhanh gọn. Nhưng người cũng đừng quá xem trọng tiên đình. Những cung điện tiên cổ phòng này, đa số đều là lục truyền. Quan trọng hơn, bọn chúng thường am hiểu một phương diện nào đó chứ không được toàn diện như tiên cổ phòng bên ngoài. Ngũ Hành Đại Pháp Sư gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu chiếu cố toàn diện, tất phải tiêu hao rất nhiều tiên cổ và phàm cổ. Tiên đình tự cao tự đại, ngoại trừ ba vị ma tôn đã từng tiến đánh qua, không còn ai xâm lấn bọn họ nữa. Cho nên, bọn họ không cần thiết đầu tư quá nhiều. Dù sao những cung điện tiên cổ phòng này chỉ ở tiên đình, không có tác dụng ra bên ngoài. Nói đến đây, Ngũ Hành Đại Pháp Sư bỗng cười ha hà, thì ra là thế. Chúng ta tấn công tiên đình cũng là đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Đây chính là lỗ thủng tư duy của bọn họ. Thú vị thật. Ngoại trừ ba đại ma tôn, không nghĩ đến chúng ta cũng có ngày tấn công tiên đình. Cho dù có chết ở đây, có được trải nghiệm như thế, ta cũng không sống uổng đời này. Hào khí Ngũ Hành Đại Pháp Sư tản ra bốn phía. Ông ta là người Bắc Nguyên. Cho dù thành tựu cổ tiên bát truyền nhiều năm, nhưng tính cách của người Bắc Nguyên đã ăn sâu tận xương tủy, chưa hề thay đổi. Người Bắc Nguyên lấy vũ dũng làm vinh, sống tạm bợ thì hổ thẹn. Đối với bọn họ mà nói, tử chiến xa trường chính là kết cục vinh, quang nhất. Kiếp vận đàn một đường mạnh mẽ đâm tới, rốt cuộc vọt vào Trung Thiên Môn. Cánh cửa lớn này giống như một ngọn núi nhỏ đứng lặng, bên ngoài kim lưu sán lạn. Cột cửa cao ngất, bên trên môn biển lóe ra ánh sáng bảo ngọc. Đây chính là Trung Thiên Môn, hình như là tiên cổ phòng tín đạo. Ngũ Hành Đại Pháp Sư dò xét xung quanh, nói lên suy nghĩ. Không sai, tiên đình tuyển thành viên mới đều là tinh anh trong 10 đại cổ phái. Những anh kiệt trong bát truyền này tiến vào tiên đình đều phải thông qua Trung Thiên Môn khảo nghiệm. Ngưu Ma ồm ồm nói, cánh cửa Trung Thiên Môn đóng chặt, ngăn cản đường tiến lên của kiếp vận đàn. Đại điện trung tâm, Long Công hỏi, Trung Thiên Môn là tiên cổ phòng tín đạo bắt truyền, nhưng công thủ lại rất yếu. Nó nhất định sẽ ngăn không được, cũng kéo dài không lâu. Tồn kho Kim Châu Tử còn bao nhiêu? Tử Vi Tiên Tử lập tức đáp, còn hơn 3.600 viên. Long Công gật đầu, lấy ra hết đi, đưa đến hiệp trợ Trung Thiên Môn phòng thủ. Ta tin rằng Trường Sinh Thiên tập kích lần này tất có chuẩn bị đằng sau. Người Bắc Nguyên vũ dũng không giả, nhưng cũng không phải loại hữu dũng vô mưu. Chúng ta cần phải lấy bất biến ứng vạn biến, kéo dài thời gian. Chờ đến khi cổ số mệnh được chữa trị thành công, tất cả cố gắng và hy sinh đều đáng giá. Vâng, đại nhân. Tử Vi Tiên Tử lĩnh mệnh, lập tức khống chế đại điện trung tâm. Đại điện trung tâm là trung tâm của tất cả tiên cổ phòng cung điện tiên đình. Tử Vi Tiên Tử thông qua đại điện trung tâm mở kho tiên đình, mang đến toàn bộ Kim Châu Tử. Vèo vèo vèo, trên bầu trời vang lên tiếng rít bén nhọn. Kim Châu Tử giống như một trận mưa to, ánh vàng chói lọi, sán lạn huy hoàng đánh xuống. Kiếp vận đàn va chạm vào Trung Thiên Môn. Trung Thiên Môn chống đỡ không nổi, trên cánh cửa tràn ngập vết rạn. Kim Châu Tử đánh vào bên trên kiếp vận đàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh không dứt bên tai. Kiếp vận đàn lù lù bất động, một chút vết rạn cũng không có.
uy năng Kim Châu Tử vừa xuất hiện. Từng hạt Kim Châu Tử biến thành quân tốt khổng lồ mặc giáp, che đậy toàn thân cực kỳ chặt chẽ. Dưới mũ giáp là một vùng tăm tối. Chỉ có đôi mắt bắn ra kim mang chiếu mắt, trên tay cầm các loại vũ khí như búa rìu, dao nĩa. Rất nhanh, binh tốt Kim Châu đã bao trùm kiếp vận đàn. Vô số đao thương chém vào kiếp vận đàn, đánh ra vô số tia lửa. Kiếp vận đàn chấn động từng đợt. Để phòng thủ, tiên nguyên tiêu hao lập tức tăng lên. Đây là thứ gì thế? Ánh mắt ngũ hành đại pháp sư hiện lên vẻ kinh ngạc. Một mỗi binh tốt đều có được thực lực của hoang thú thượng cổ nhưng không hề có sinh cơ. Hình như là sát chiêu tiên đạo. Đây là Kim Châu Tử. Thời Trung Cổ, thành viên của tiên đình xuất hiện một đại năng kim đạo có tên là Kim Châu Tiên Vương. Kim Châu Tử là sát chiêu mà ông ta đắc ý nhất, là thủ đoạn độc nhất vô nhị. Ngưu Ma thản nhiên nói. Hoa Tử che miệng cười hì hì. Tiên đình chỉ đưa ra những Kim Châu Tử, không thấy Long Công hay Tử Vi Tiên Tử xuất chiến. Xem ra bọn họ muốn ổn thỏa, kéo dài thời gian để cổ số mệnh chữa trị thành công. Ngưu Ma chậm rãi gật đầu, chiến thuật này rất sáng suốt. Mặc dù tiên đình rộng lớn, nhưng cổ tiên bát truyền tỉnh lại có mấy ai. Tiên đình còn phải phái nhân lực cho chiến trường bên ngoài nữa. Vậy chúng ta càng phải tranh thủ thời gian. Ánh mắt Hoa Tử sáng lên. Ngưu Ma trầm giọng nói, để cho ta ra tay. Nói xong, gã bắt đầu tập trung thao túng kiếp vận đàn. Một thủ đoạn được Ngưu Ma thôi phát, kiếp vận đàn lập tức tản ra ánh sáng chói mắt. Bên trong ánh sáng, từng trận tường vân đẩy từng binh tốt Kim Châu ra ngoài. Sau một khắc, oanh một tiếng, kiếp vận đàn đã đánh vỡ cánh cửa Trung Thiên Môn. Đám người Trường Sinh Thiên không có dư lực để giết sạch binh tốt Kim Châu, càng không hạ tử thủ với số còn lại mà tiếp tục triển khai công kích. Đây là một trận công phòng chiến, cũng là tranh đoạt chiến thời gian. Nếu tiên đình đã muốn kéo dài, người của Trường Sinh Thiên tất nhiên cũng phải đối chọi gay gắt, không thể để cho tiên đình được như ý nguyện. Các bạn đang nghe truyện Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2527, Chiến trường Tiên Đình 2. Một đường oanh sát, mặc dù lần lượt có binh tốt Kim Châu chặn đường nhưng cũng khó mà dung chuyển được thế sông của kiếp vận đàn. Rất nhanh, cổ tiên Trường Sinh Thiên đã giết đến cung danh bài. Nhưng bọn họ nhìn thấy lại là cảnh tượng cung danh bài bay cao. Tiên đình lại chủ động na di cung danh bài. Ngũ hành đại pháp sư vừa vui mừng vừa nghi hoặc nói. Băng Tắc Xuyên trầm giọng đáp, đây cũng là tiên cổ phòng tín đạo. Từng khối danh bài bên trong đều có đánh dấu tên người. Những người này hợp thành một mạng lưới tình báo to lớn cho tiên đình, bao trùm toàn bộ năm vực. Ngũ hành đại pháp sư kinh ngạc nói, đây chẳng phải nói. Chỉ cần chúng ta công phá nơi này, mạng lưới tình báo của tiên đình sẽ lộ ra ngoài ánh sáng sao. Khó trách tiên đình không tiếc cái giá bỏ ra, cũng phải na di tòa cung điện này. Ngũ hành đại pháp sư cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mạng lưới tình báo của tiên đình cực kỳ to lớn, bao trùm toàn bộ năm vực. Mặc dù thế lực khác cũng điều tra tin tức ngoại vực nhưng quy mô hoàn toàn chênh lệch rất xa với tiên đình. Tiên đình có 10 đại cổ phái làm hạ tông, thống trị Trung Châu vô số tuế nguyệt. Vì thế nó luôn chọn ra được người thích hợp, tiến hành vun trồng, thành tựu tinh anh, sau đó chuyển ra ngoài. 4 vực khác, Trường Sinh Thiên và Nam Liên chỉ mới ra tay gần đây, nhưng cũng chỉ điều động cho từng địa điểm trong bổn vực của mình. Những gia tộc siêu cấp còn lại, cho dù có điều động thành viên ra ngoài, so với thủ bút của tiên đình mà nói, chỉ có thể xem là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Thôi được rồi. Cung danh bài bay đi cũng nằm trong dự liệu của chúng ta. Không có nó cản trở, chúng ta cũng tiết kiệm được thời gian, tiếp tục tiến lên. Băng Tắc Xuyên hạ lệnh. Cung Thái Dương. Kiếp vận đàn rất nhanh đến cửa thứ ba. Cung Thái Dương tản ra ánh sáng cực nóng, khiến cho người ta không thể mở được hai mắt. Những tia sáng gần cung điện bị vặn vẹo, sóng nhiệt cực nóng đập vào mặt từng đợt. Cho dù đám người Trường Sinh Thiên đang ở bên trong kiếp vận đàn cũng cảm nhận được sức nóng mãnh liệt đang nướng thể xác và tinh thần của mình. Chúng tiên thử thôi động kiếp vận đàn muốn va chạm.
nhưng còn chưa đến gần. Mặt ngoài kiếp vận đàn đã bắt đầu hòa tan, rất nhiều phàm cổ bị nướng thành than. Cung Thái Dương mạnh đến mức ngay cả kiếp vận đàn cũng không thể đến gần. Nó quản lý, điều tiết, khống chế toàn bộ ánh sáng của tiên đình, có một số tiên cổ quang đạo bắt truyền làm hạch tâm. Lực phòng ngự bản thân vô cùng yếu kém, so với Trung Thiên Môn còn muốn kém hơn. Nhưng kiếp vận đàn vẫn không đến gần được. Oành, oành, oành. Kiếp vận đàn dừng lại giữa không trung, phát ra từng nhát sát chiêu, từ sau oanh kích Cung Thái Dương. Nhưng đủ loại sát chiêu, cùng lắm cũng đánh tới được trước mặt Cung Thái Dương, sau đó bị ánh sáng vô hạn và sóng nhiệt làm tan rã. Lần này khó đây. Đáng tiếc, chúng ta lại không có nhân thủ về quang đạo, ám đạo. Ngũ hành đại pháp sư cau mày nói, không sao. Ngưu Ma lên tiếng, Cung Thái Dương chỉ là miệng cọp gan thỏ, chỉ cần xông vào bên trong là có thể tùy tiện phá hủy. Lần này để ta. Chúng ta cùng đi. Hoa Tử nhảy lên vai của Ngưu Ma, cười hì hì nói, không hề có chút cảm giác khẩn trương nào. Ngũ hành đại pháp sư giật mình. Ông biết rõ lần hành động này rất nguy hiểm. Chiếu sáng bên ngoài quá mãnh liệt. Nếu không có thủ đoạn phòng hộ, tiên cổ phòng bắt truyền cũng không chống được bao lâu, cũng sẽ giống như ngọn nến bị hòa tan. Đây có phải quá mạo hiểm rồi không? Chúng ta có thể nghĩ cách khác. Ngũ hành đại pháp sư khuyên một câu. Băng Tắc Xuyên chậm rãi lắc đầu. Binh quý thần tốc, đi thôi. Ông ta khống chế kiếp vận đàn, không ngừng oanh kích, mở đường cho Ngưu Ma và Hoa Tử. Ngưu Ma và Hoa Tử mãnh liệt bắn ra, tốc độ kinh người, mắt thấy sắp tiến vào bên trong Cung Thái Dương. Đến hay lắm. Bên trong đại điện trung tâm, Tử Vi Tiên Tử cười lạnh, uy năng của Cung Thái Dương bỗng nhiên tăng vọt. Nguy rồi. Ngũ hành đại pháp sư khẽ kêu một tiếng. Trong thời khắc quan trọng, Hoa Tử kêu to, thân hình nho nhỏ bỗng nhiên nhảy vọt một cái, biến thành một luồng phấn quang, thay Ngưu Ma che ánh sáng. Ngưu Ma hét lớn một tiếng, một mình đánh vỡ cánh cửa Cung Thái Dương rồi giết vào. Sắc mặt Tử Vi Tiên Tử trầm xuống, khàn giọng nói, Cung Thái Dương cũng bị phá rồi. Quả nhiên, sau 10 hô hấp, Cung Thái Dương hoàn toàn sụp đổ. Thiếu Cung Thái Dương, toàn bộ bầu trời tiên đình trở nên ảm đạm. Trong phế tích, hai tay Ngưu Ma nâng thi thể Hoa Tử, biểu hiện giống như được đúc bằng sắt, từng bước một quay trở lại kiếp vận đàn. Cung Thái Dương bị hủy diệt, đám người Trường Sinh Thiên cũng bỏ ra Hoa Tử đã hy sinh. Nhìn thấy Ngưu Ma im lặng, Ngũ Hành Đại Pháp Sư muốn an ủi, nhưng lại nói không ra lời. Ngưu Ma và Hoa Tử được xưng là Bắc Hoang Tiên Nhân, ngày bình thường như hình với bóng, quan hệ thân thiết vô cùng. Lúc này, một người hy sinh, một người còn sống, sự bi thương thống khổ đến vạn lần. Cho dù Hoa Tử chết nhưng gương mặt lại mỉm cười. Ngưu Ma nhìn thi thể Hoa Tử thật lâu. Hoa Tử hóa thành vô số cánh hoa tung bay, cuối cùng chỉ còn lại một đóa hoa thật nhỏ. Ngưu Ma cài đóa hoa vào trong tóc của mình, cẩn thận từng ly từng tí. Động tác ôn nhu một cách hiếm thấy, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình lạnh lùng của gã. Tiếp tục thôi. Ngưu Ma xoay người, một lần nữa nhìn về phía trước. Kiếp vận đàn dưới sự khống chế của Băng Tắc Xuyên vẫn một mực công kích trên đường. Cung Thái Dương vừa vỡ, tiếp theo chính là Điện Ngũ Thần. Sau Điện Ngũ Thần là đại điện trung tâm, nơi Tử Vi Tiên Tử và Long Công đang ở. Thế tới của cổ tiên Trường Sinh Thiên hung ác, thế công cuồng mãnh, bất kể hy sinh, khiến chư tiên tiên đình đều cảm thấy áp lực. Không thể để cho bọn họ tiếp tục làm bậy được. Long Công quay người đối mặt với Tử Vi Tiên Tử, có điều được ai không? Sắc mặt Tử Vi Tiên Tử có chút khó coi, chỉ điều được hai người. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2528 Đại chiến hoang thú truyền kỳ 1. Long Công hơi sững sờ, chợt giật mình, Thương Huyền Tử không đến sao? Cũng đúng, lúc trước nó đã đồng ý đến tiên đình, đã ước định với Nguyên Liên Tiên Tôn. Điều hai người kia đến, dựa vào thực lực của chúng, cũng có thể ngăn cản kiếp vận đàn một lát,
Điện Ngũ Thần đã nhìn thấy từ xa, bỗng nhiên cát vàng nổi lên, hình thành sóng cát bàng bạc ngăn lại kiếp vận đàn. Giống một tiếng hồ gầm, chấn thiên động địa, sóng cát bay ra hai bên, lộ ra một con cự hồ ban lan to như ngọn núi nhỏ. Khí thế mãnh hổ ngập trời, toàn thân giống như được đúc từ kim loại. Lông vàng răng ngà, đôi mắt hổ giống như hồng ngọc bắn ra hung quang. Hoa văn trên trán mãnh hổ không phải chữ vương mà là chữ xa. Ngũ hành đại pháp sư lấy làm kinh hãi, bên trong tiên đình cũng có hoang thú thái cổ truyền kỳ sao? Đương nhiên rồi. Băng Tắc Xuyên bình thản nói, bên trong tiên đình tổng cộng có 3 con hoang thú thái cổ truyền kỳ. Con cự thú này nhìn thì giống như hổ nhưng không phải hổ, mà là sát bệ. Đây là quái vật được hình thành từ sát khí bên trong hải tuyền. Bây giờ khí đạo suy thoái, sát khí hải tuyền đã sớm tuyệt tích. Cho nên sát bệ cũng chỉ còn lại một con. Này, nó có mặt từ thời thượng cổ, được đại năng khí đạo tiên đình là Thất Sát Nguyên Quân bồi dưỡng. Sau khi Thất Sát Nguyên Quân thành tựu bát truyền, ông đã du tẩu thiên hạ, đặc biệt tìm kiếm sát khí hải tuyền khắp nơi, từ đó luyện ra được sát bệ. Ông ta tổng cộng luyện được 99 sát bệ, tạo thành một đại quân, quân thế hạo đãng. Những con sát bệ này phối hợp với sát chiêu tiên đạo của ông ta, diệu dụng lại càng tăng thêm vô số. Thời đại đó, gần như không có ai ngăn cản được. Chẳng qua bây giờ cũng chỉ còn lại một con. Con sát bệ này thuộc nhóm được tinh luyện cuối cùng, số hiệu là 95. Nó vẫn luôn dùng cái tên này, về sau được Cự Dương tiên tổ mời, rồi đến tiên đình. Khi thấy nó, liền đặt cho nó cái tên là sát bệ 95. Thì ra còn có nguồn gốc này. Khó trách đại nhân lại biết rõ nó như lòng bàn tay. Ngũ hành đại pháp sư không khỏi cảm thán. Ông ta nhìn ra đằng sau, chỉ thấy sát bệ 95 nhấc lên cát vàng đầy trời, chém giết cùng một chỗ với kiếp vận đàn. Thanh thế cực kỳ kinh người, lộ ra chiến lực bát truyền đỉnh phong. Băng Tắc Xuyên tiếp tục phân tích, sát bệ 95 luôn nghỉ lại bên trong động Hằng Sa, được tiên đình điều đến đây. Hạc Thanh Ngọc Nguyễn Đan đoán chừng cũng sẽ đến. Thương Huyền Tử chỉ sợ sẽ không đến tham chiến. Ngũ hành đại pháp sư hỏi, Nguyễn Đan, Thương Huyền Tử là 2 con thái cổ truyền kỳ còn lại sao? Đồng thời, trong lòng ngũ hành đại pháp sư còn có chút khó hiểu, vì sao Băng Tắc Xuyên lại chắc chắn Thương Huyền Tử không tham chiến? Băng Tắc Xuyên nói, không sai. Nguyễn Đan là một con hạc thanh ngọc thời thái cổ, do tiên hạc môn bồi dưỡng, tự sáng tạo ra đan đạo, tu hành trong một căn nhà nhỏ ở tiên đình. Còn Thương Huyền Tử là gốc dây leo thượng thiên. Uy năng của gốc dây leo này hạo đãng, diệu dụng vô tận. 300 năm đâm chồi, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả. Quả kết ra được là quả thương thiên, có thể giúp tăng bầu trời bên trong tiên khiếu, động thiên. Vì thế, dây leo thương thiên được xưng là thiên hạ ngày thứ 10. Thiên hạ ngày thứ 10. Ngũ hành đại pháp sư khẽ run trong lòng, bỗng nhiên ngộ ra, chỉ vào đằng trước bên trái. Chính là gốc dây leo kéo dài đến chân trời kia sao? Tiên đình cung điện trùng điệp nhưng lại có một gốc dây leo to lớn nối liền trời đất. Còn cao hơn cả tháp giám thiên đằng sau đại điện trung tâm, cực kỳ dễ thấy. Khi ngũ hành đại pháp sư xâm nhập tiên đình trước đó, ngay lần đầu tiên đã chú ý đến nó. Không sai, dây leo thương thiên là do Nguyên Liên Tiên Tôn đưa vào. Nó đã có ước định với Nguyên Liên Tiên Tôn, cũng là một tồn tại vô cùng đặc biệt ở tiên đình, có thể không nghe điều không nghe khiến. Chỉ cần 1000 năm dâng lên một số quả thương thiên là được. Ngũ hành đại pháp sư nghe đến đó, chợt cảm thấy tầm mắt được mở rộng. Ông ta chưa hề nghĩ đến trong thiên hạ còn có một gốc hoang thực thái cổ truyền kỳ không nghe theo lệnh sai khiến của tiên đình. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là thoải mái. Hiệu dụng của dây leo thượng thiên quá mức đặc biệt, duy nhất trong thiên hạ. Có quả thường thiên, tiên đình không những có thể gia tăng bầu trời bên trong tiên khiếu, mà còn có thể tăng cường nội tình. Nếu nói tiên đình không mua được dây leo thương thiên, chính xác nên nói là tiên đình muốn lợi dụng nó nên bao dung nó. Lúc này, đại điện trung tâm. Không đúng, Tử Vi tiên tử bỗng nhiên cau mày, kiếp vận đà này là giả. Ồ, Long Công đưa mắt nhìn,
Tử Vi Tiên Tử quản lý đại điện trung tâm, dựa vào rất nhiều cung điện và tiên cổ phòng mà chú ý toàn bộ Trung Châu, đương nhiên vẫn duy trì cảnh giác cao độ với tình hình chiến đấu ở Tiên Đình. Tháp Giám Thiên không thể điều động, Tử Vi Tiên Tử liền điều động một tiên cổ phòng khác, phát ra cầu vòng ánh sáng lưu ly. Ánh sáng xẹt qua chân trời, tiến thẳng chính giữa kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn hiện ra nguyên hình, là một con quái vật khổng lồ bốn chân lông tím. Hình thể của nó còn to hơn Sát Bệ gấp 3 lần. Nó giống như một con chồn, lông toàn thân màu tím bóng loáng. Ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng màu tím. Sau lưng kéo theo một cái đuôi chó cái. À, rốt cuộc cũng bị phát hiện rồi. Đám Tiên Đình ngu ngốc. Ha ha ha. Con chồn tía cười ha hả, không khỏi trào phúng. Ngươi là con chồn đuôi chó có tên là Cửu Vĩ Tục Mệnh Điêu Mao Lý Cầu của Cự Dương Tiên Tôn. Sát Bệ 95 kinh ngạc, miệng phát tiếng người. Sắc mặt chồn tía bỗng nhiên trầm xuống, thân hình lưu động, giống như một luồng sấm sét màu tím. Oanh một tiếng, cát vàng bay tung tóe. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu áp sát Sát Bệ dưới thân, răng nhếch lên, biểu hiện dữ tợn, giọng nói trầm thấp, nhớ kỹ, phải gọi ta là Mao già. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2529, Đại chiến Hoang Thú Truyền Kỳ 2. Sát Bệ 95 cũng gầm lại, luận tuổi tác, ta mới là gia gia của ngươi. Nó ra sức giãy giụa, nhưng Mao Lý Cầu vẫn không nhúc nhích tí nào. Sát Bệ 95 không khỏi chấn động trong lòng. Tại sao khí lực của con súc sinh kia lại dọa người như thế? Nhưng ta sao có thể dễ dàng bị ngươi chế trụ như vậy? Ha ha, mèo đần, chồn ngốc, đúng là môn đăng hộ đối. Đánh đến hoan, đánh đến rượu. Lúc này, trên đầu hai con thú bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Mao Lý Cầu ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một vị cổ tiên ngồi xếp bằng trên đám mây nhìn nó và Sát Bệ, phát ra tiếng giễu cợt. Biểu hiện nghi ngờ của Mao Lý Cầu lóe lên rồi biến mất. Thì ra ngươi chính là con Hạc Thanh Ngọc kia. Tại sao lại có hình dáng con người như thế? Xuống đây, Mao gia sẽ dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biến thành chim lại. Tiếng cười im bặt. Hạc Thanh Ngọc giận. Giữ, giỏi cho con chồn đê tiện kia, để lão gia ta lột hết lông chồn của ngươi. Đang định bay xuống, Hạc Thanh Ngọc bỗng nhiên dừng lại. Thì ra nó nhận được mệnh lệnh của Tử Vi Tiên Tử, bảo nó không nên dây dưa với Mao Lý Cầu mà đến điện ngũ thần để trấn thủ. Kiếp vận đàn thật sự còn chưa xuất hiện, nhưng lộ tuyến tiến lên đã xác định. Hạc Thanh Ngọc lĩnh mệnh, đang định rời đi, bỗng nhiên một cái bóng khổng lồ bao trùm trên đầu của nó. Nó ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên co rút. Mao Lý Cầu không biết từ lúc nào đã bay lên, khổng lồ như núi, đè ép không khí, hung hăng đè xuống nó. Hạc Thanh Ngọc kinh hô một tiếng, vội vàng biến thành nguyên hình. Hai cánh vỗ một cái, thân hạc thon thoát khỏi cái bóng. Nhưng sau một khắc, hai móng vuốt của Mao Lý Cầu bỗng nhiên vồ lấy Hạc Thanh Ngọc. Xuống đây cho Mao gia ta. Mao Lý Cầu giữ tợn cười một tiếng, chân trước cường tráng toàn lực kéo một cái. Hạc Thanh Ngọc điên cuồng vỗ cánh, nhưng rất nhanh nó tuyệt vọng phát hiện tất cả mọi cố gắng đều phí công. Oanh một tiếng, Hạc Thanh Ngọc bị ném xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Hai bên tai Hạc Thanh Ngọc ong lên, trong đầu quanh quẩn một sự sợ hãi. Khí lực mọi dợ Bắc Nguyên đúng là lớn. Hạc Thanh Ngọc giãy giụa đứng lên, nhưng Mao Lý Cầu đã một lần nữa nhào đến. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá tung bay. Hạc Thanh Ngọc không ngừng rít gào. Ai cha, tên lưu manh kia, đừng bứt lông ta chứ. Ai cha, tên mãnh thú kia, không được cắn chân ta. Không được đập vào cái cổ yêu nhã của ta. Tên khốn kiếp, cổ sắp gãy rồi, sắp gãy rồi. À, chân muốn gãy rồi, muốn gãy rồi. Long Công, Tử Vi Tiên Tử, Ngũ Hành Đại Pháp Sư, Băng Tắc Xuyên. Cuối cùng, tiếng thét của Hạc Thanh Ngọc vang lên chói tai. Con mèo ngốc kia, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau đến hỗ trợ. Ha ha ha, không phải vừa nãy ngươi xem kịch rất vui sao?
hai người, các ngươi cứ chậm rãi mà chơi đi. Ta không chơi với các ngươi nữa. Sát bệ 95 cười to, chạy vội về phía điện ngũ thần. Ngươi chạy đi đâu? Mao Lý Cầu cười lạnh, thân hình thoát một cái, bắn vọt như sấm sét, đẩy sát bệ 95 ngã nhào xuống đất. Tất cả đều là giống đực, ngươi động một chút là bổ nhào chúng ta thế. Sát bệ 95 giận dữ gào lên. Câu nói này dẫn đến sự cộng minh của Hạc Thanh Ngọc. Nó thét lên trong bụi mù đầy trời. Đúng rồi, có ngon thì thả chúng ta ra. Ai cha, đừng đạp ở giữa hai chân ta chứ. Cái tên ác ôn này. Sát bệ 95 rất tức giận, nhưng thật ra nó rất thích động tác bổ nhào này. Nhưng nó thích là ở trên, còn ở dưới là đại diện cho sự sỉ nhục. Sát bệ 95 bị Mao Lý Cầu đẩy ngã nhào dưới thân, tức giận đến gương mặt vặn vẹo, nhe răng nói, chỉ là một phân thân mà cũng muốn ngăn cản ta, ngươi không khỏi quá coi thường. À, sau một khắc, biểu hiện của sát bệ 95 trở nên mờ mịt, còn có kinh sợ. Đây là chân thân hay phân thân? Vì sao khí lực còn lớn như thế? Trong đại điện trung tâm, Long Công nhìn ra được manh mối, cái này hình như là bởi vì Mao Lý Cầu toàn lực kéo dài, kiếp vận đàn rốt cuộc đã giết đến điện ngũ thần. Ta đã nói rõ qua ảo diệu của điện ngũ thần. Tiếp theo phải xem ngươi rồi. Băng Tắc Xuyên nói với Ngũ Hành Đại Pháp Sư. Ngũ Hành Đại Pháp Sư lo lắng nhìn sau lưng một chút, Mao gia có làm được không? Nó có thể trèo chống được bao lâu? Yên tâm đi, nó đang sử dụng sát chiêu thành đôi nhập đối. Đây là thủ đoạn của Đạo Thiên Ma Tôn mà Trường Sinh Thiên ta vất vả mới giữ được. Nó có thể thôi phát một phân thân. Chiến lực của phân thân nhất trí với bản thể. Khóe miệng Băng Tắc Xuyên nhếch lên. Hiểu rồi. Ánh mắt Ngũ Hành Đại Pháp Sư nhìn chằm chằm điện ngũ thần. Điện ngũ thần kịch liệt chấn động. Cự linh. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ngưng tụ thành hình, đánh tới kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn bỗng nhiên bộc phát huyền quang, trực tiếp bắn Ngũ Hành Đại Pháp Sư vào bên trong điện ngũ thần. Cự linh ngũ hành vừa kinh vừa sợ, đang muốn quay lại, nhưng lại bị kiếp vận đàn bộc phát một lực hút kinh khủng, một mực kiềm chế. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt, liệt diễm trùng thiên bên trong điện ngũ thần bị đánh vỡ nát. Ngũ Hành Đại Pháp Sư chân đạp hư không, từng bước một đi ra. Mặc dù diện mạo bị bao trùm một chút khói bụi, nhưng cả người không bị vết thương nào. Kiếp vận đàn đến đón ông. Ngũ Hành Đại Pháp Sư cười nói, mặc dù điện ngũ thần ảo diệu phi phàm, nhưng ta đã nắm rõ lý thuyết vận chuyển, bị thủ đoạn của ta khắc chế. Chuyến đi này còn dễ dàng hơn ta đã nghĩ nhiều. Trong lời nói bộc lộ cảm xúc tự đắc, Băng Tắc Xuyên nhìn Ngũ Hành Đại Pháp Sư, thản nhiên nói, đó là tất nhiên rồi. Bởi vì thủ đoạn trận đạo mà ngươi dùng là Cự Dương Tiên Tổ ta bố trí. Ngũ Hành Đại Pháp Sư sửng sốt, biểu hiện biến ảo, tiến đến gần Băng Tắc Xuyên, lời này là có ý gì? Băng Tắc Xuyên nhìn Ngũ Hành Đại Pháp Sư, bên trong ánh mắt hiện lên ý cười ý vị thâm trường. Ngươi cho rằng vì sao ngươi được tuyển vào Trường Sinh Thiên hay không? Bên trong truyền thừa của ngươi có phải có mấy câu quan trọng nhất không? Còn nhớ rõ mấy câu đó không? Có phải vẫn chưa hiểu thấu? Ngươi không ngại đảo trình tự lại, chỉ đọc từng chữ mỗi câu đằng sau nhất. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2530 Tôn giả quyết đấu 1. Ngũ Hành Đại Pháp Sư không khỏi kinh nghi. Ông ta xuất thân tán tu, bước ngoặt cả đời là kế thừa một phần chân truyền trận đạo của một tán tiên thần bí, nhờ đó mới có thành tựu như bây giờ. Từ khi ta có được chân truyền, khổ luyện không ngừng, không hề nói ra bên ngoài. Vì sao Băng Tắc Xuyên lại biết rõ nội dung bên trong, đồng thời còn cố ý đánh dấu khẩu quyết quan trọng nhất? Khẩu quyết này ta vẫn không hiểu rõ ý của nó. Đảo trình tự, đọc một chữ đằng sau của mỗi câu. Sao? Nghe Băng Tắc Xuyên, công thượng tiên đình. Ngũ Hành Đại Pháp Sư thấp giọng hô, trợn mắt nhìn Băng Tắc Xuyên. Băng Tắc Xuyên vừa điều khiển kiếp vận đàn vừa chậm rãi nói, cho dù tôn giả cửu truyền không chuyên tu chí đạo, nhưng đạt đến hoàn cảnh như bọn họ đã có thể loại suy,
lưu lại mưu đồ ảnh hưởng hậu thế cũng không khó khăn. Năm đó, sau khi Cự Dương Tiên Tôn đến tham quan Tiên Đình, đã mưu đồ cho lần tấn công này. Làm thế nào để công phá Điện Ngũ Thần chính là một trong số những nội dung đó. Nhưng nếu ông Quang Minh Chính Đại nghiên cứu thủ đoạn, tất sẽ để lại dấu vết, bị Tiên Đình phát hiện. Cho nên, ông đã lén lút lưu lại truyền thừa, không liên quan gì đến Trường Sinh Thiên, mặc cho tán tu kế thừa. Bởi vì ngươi không phải huyết mạch Cự Dương, cho dù tu thành bắt truyền, Tiên Đình cũng không nghĩ đến thủ đoạn của ngươi sẽ khắc chế được Điện Ngũ Thần, càng không dễ liên tưởng đến đại kế tập kích Tiên Đình của Trường Sinh Thiên chúng ta. Nói đến đây, Băng Tắc Xuyên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Pháp Sư, cổ trận vận đạo vây quanh trận đại chiến khoáng thế này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của ngươi. Lục truyền, thất truyền bình thường ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Cổ tiên bát truyền gần như chỉ là quân cờ mà thôi. Có bát truyền đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối, không xuống đài. Đây là nhờ bọn họ phát hiện được điều gì đó, tự mình hiểu lấy. Có người tham dự vào trong, nhưng không biết thế cục chân chính. Diện mục chân chính của trận đại chiến này là Tiên Tôn, Ma Tôn lịch đại cách không giao thủ. Ngũ Hành Đại Pháp Sư nghe đến ngây người, miệng lẩm bẩm, cách không giao thủ, tôn giả quyết đấu. Trong lịch sử nhân tộc, lần lượt xuất hiện 10 vị tôn giả. Mỗi một tôn giả đều vô địch trong thời đại của mình, là đỉnh phong cao nhất trong lịch sử nhân tộc, là kiêu ngạo lớn nhất. Băng Tắc Xuyên công bố chân tướng, khiến thể xác và tinh thần của Ngũ Hành Đại Pháp Sư kịch chấn. Ông không khỏi cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, chút kiêu ngạo đắc ý lúc trước đã không còn sót lại chút nào. Băng Tắc Xuyên nhìn gương mặt kinh nghi của Ngũ Hành Đại Pháp Sư, lại an ủi. Nhưng ngươi yên tâm đi, trong tất cả các tôn giả lịch đại, Cự Dương Tiên Tôn là người yêu thương và bảo vệ thuộc hạ, con cháu của mình nhất. Tiên Tổ Đại Nhân còn có một danh xưng là Tiên Tôn bao che khuyết điểm. Tôn giả lịch đại đều có bố trí, muốn trong thời khắc quan trọng này phát huy ảnh hưởng của mình. Nhưng trải qua dòng sông thời gian cọ rửa, đa số những bố trí này đều phát sinh biến động. Tôn giả cửu chuyển đương nhiên không thể tính toán tường tận hết thảy, đều sẽ có sai lầm. Rất nhiều bố trí bởi vì thương hải tăng điền, diện mạo đã không còn giống như trước. Một phần rất lớn trong đó là bị tôn giả về sau phát hiện, tiến hành sửa chữa. Cự Dương Tiên Tôn đứng đằng sau Nguyên Liên, Đạo Thiên, mà sau Cự Dương Tiên Tôn lại chỉ có U Hồn và Nhạc Thổ. Tôn giả càng về sau, ưu thế bố cục sẽ càng lớn. Lần này chúng ta tập kích Tiên Đình, trên đường có thể thế như trẻ tre chính là nắm được đầu mối trong đó. Lời nói của Băng Tắc Xuyên khiến Ngũ Hành Đại Pháp Sư sửng sốt một chút. Băng Tắc Xuyên lại khẽ cười một tiếng, cho nên Long Công có đáng là gì chứ? Có thể so sánh với bố trí của Cự Dương Tiên Tôn sao? Ngươi không cần quá lo lắng, càng phải có lòng tin tất thắng. Lần này Trường Sinh Thiên chúng ta chắc chắn sẽ thành công đoạt được cổ số mệnh. Đoạt cổ số mệnh. Lúc này, Ngũ Hành Đại Pháp Sư mới hiểu được mục đích Trường Sinh Thiên tấn công Tiên Đình. Không sai. Băng Tắc Xuyên gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Đến lúc này, ông ta không cần giấu, giếm nữa. Tiên Đình cướp tiên cổ Hồng Vận Tể Thiên của chúng ta. Vì sao chúng ta lại không cướp cổ số mệnh của bọn họ? Tại sao Tiên Đình là thế lực đệ nhất nhân tộc? Cổ số mệnh chính là nhân tố đưa đến tác dụng mấu chốt nhất. Trường Sinh Thiên chúng ta có được nó, chúng ta có thể ngồi lên bảo tọa đệ nhất thế lực nhân tộc. Đại điện trung tâm, Tử Vi Tiên Tử nhìn kiếp vận đàn càng lúc càng đến gần, biểu hiện ngưng trọng, bọn họ xông đến rồi. Một bên, chính Nguyên Lão Nhân cũng không khỏi lo lắng. Mặc dù đại điện trung tâm là trung tâm của toàn bộ tiên cổ phòng, nhưng phòng ngự cũng rất kém. Ai có thể nghĩ đại điện trung tâm Tiên Đình lại bị kẻ địch tấn công chứ? Mặc dù đại điện trung tâm đã từng bị ba đại ma tôn lần lượt tấn công và phá hủy qua, nhưng cổ tiên Tiên Đình sau đó cũng không tăng cường phòng ngự. Bởi vì đối mặt với tôn giả, có tăng cường khả năng phòng ngự của đại điện trung tâm cũng không có khả năng ngăn cản tôn giả. Cho nên không có cần thiết này. Hiện tại xem ra, năm đó Cự Dương Tiên Tôn đến tham quan Tiên Đình, chỉ sợ cũng đã nhìn ra được sơ hở này. Trường Sinh Thiên tập kích, quả thật đã đánh Tiên Đình trở tay không kịp,
khiến đám người Tử Vi tiên tử rơi vào hoàn cảnh bị động. Xem ra, lỗ thủng chân chính không phải phòng ngự mà là tư tưởng bên trên bị bỏ sót. Tử Vi tiên tử nói xong, bỗng nhiên sững người, dường như ta đã bỏ sót một thứ gì đó quan trọng. Là cái gì? Từ đây đến lúc cổ số mệnh được chữa trị xong còn bao lâu? Đúng lúc này, Long Công lên tiếng. Tử Vi tiên tử khống chế đại điện trung tâm. Sau khi nhìn thấy tình huống đại trận luyện lô bên trong, tâm trạng của nàng lại càng nặng nề, ít nhất phải 3 canh giờ nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 253 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.